Hello, xin chào mọi người nha. Đã quay trở lại với kênh của mình. Thì bây giờ mình đang pha nước để lau nhà nhá. Ok. Đi thôi. Người này mụn xuống lát mẹ đi luôn. Tôi quá buồn đi vệ sinh rồi, mọi người chờ tôi một chút, tôi phải đi vệ sinh mới chịu được. Ok, vệ sinh bắt đầu lau nhà ấy. Chờ tôi trước xem cái kia đang đâu rồi. Để máy ở đây cho nó nhìn được toàn bộ ha. Lau nhà của mình nha. Thay cái này nhá. Mai dậy chị lau nhà đấy nhá.
Trời này nóng lắm, kiểu mình đang bật quạt ra chắc là nó cũng cũng nhanh khô. Sau khi lau xong tôi còn phải đi đánh dép với mọi người ạ. Vừa nãy quét nhà có chỗ bẩn nên không sạch chưa, không để ý. Nhà mình còn xưa mà thơm lên thấy bà ơi, chanh du du ấy gì ấy, còn xả mùi mới hay sao ấy, tại vì là thấy tặng kèm cái nước xả vải. Bình thường là tôi mua tôi không thích cái loại tặng kèm đâu, kiểu nó mang tiếng tặng kèm là nó thêm giá ấy. Đấy nên là tôi không thích mua tặng kèm. Nhưng mà đợt này kiểu thấy kem nước xả vải nó cũng uy tín, thế là ghi là hương nó cũng nghĩ là uy tín ấy, mát à thơm ấy, nên là mua thử luôn. Với cả tặng kèm thì cũng kiểu cũng không phải là không dùng được ấy, cũng có dịp dùng, nói chung là cứ để đấy xong rồi dùng thôi. À, tôi mua thế nên là rồi tôi mua chừng này mai á. Đây đúng không ta, mệt mỏi quá. Nãy là tải tệp lần là 1/3 đúng không? Ok. Đó là tôi phải tải tệp ở là mình làm 1/4. Trời ơi, chỗ này ai dẫn lên này bận như ma luôn. Trời. Trời bận luôn. Đây mà tôi sẽ bước xuống và tôi sẽ lau từ bên dưới nha. Bye bye rồi nha. Bye bye.